coi chừng đập ghé à. Trời trời xả vậy. Ô, mắc quá, mắc quá đi. Coi chừng té không? Đi ra cô ba con qua. Thank you.
bàn tay nữa. Tại đi coi. Tại cái dây ra. Ngu dữ vậy. Nè, tao mới thay xong cái này lại. Cô ba kéo lên cho. Sao đây? Cô mệt quá. Nậu dí thì nó là cũng mệt rồi. Đó, mẹ con gặp nhau rồi đó. Đi ăn mà bỏ con mình luôn. Vô đường nãy đi. Vô cái nhộng đó. Nhỏ xíu rồi cho nó vô. Cho con vô được đó. Vô. Vô. Con trà này ơi. Xong mất rồi. Đi. Bây vô lấy nước ra cho bà uống, biết. Về nhà của mình đi. Tành chân gà luôn. Lấy nước, lấy con ra cho bà luôn đi. Từ từ xíu, nó đi lấy nước cho uống. Ôi mày lớn mà tê. Mày gọi mẹ này lớn ghê chưa? Mới có 10 ngày thôi mà lớn dữ vậy. Hả? Mày tao đi kiếm nước cho uống nè. Từ
cái đổ nó đi dục quá hả? À, bỏ cho ai nha. Ai gì cái đó? Trời ơi, tùm lum tùm lum nè. Để cho đuổi luôn. Cái nào kia rồi, lỡ chén nước vô rồi. Cô bỏ cái con lông ra. Thiệt luôn quá. À, sao mày mối chân tao? Bỏ bao ni lông đi trời, để nó cháy luôn á mày ha. Nè, nào cũng điện trả luôn nè. Thiệt ấn mấy bả ghê luôn á. Còn bà kia nữa đi bú kìa. Quay quay cận đây, bà đi bú của mình. Nào nè, ăn đi nè. Tôi cận nha, đừng có để toàn quá, nó dơ, nhà dơ. Con lành không? Hậu với... Đi qua đây Bi. Cái gì vậy? Nó đé đó. Trời ơi, anh bú đã ghê tàu ê. Cuộc sống thật là đơn giản mọi người à. Cần gì cầu kỳ đâu. Trời mới có 10 ngày hơn thôi mà mấy bà này mới lớn như vậy. Đang làm gì đó? Đang gãy ngứa, xót quá. Phải nói là mấy ngày hôm nay ngày nào về Trâm cũng người ngứa kinh khủng, đi tám là nó mất dễ sợ luôn. Ngứa lắm, lúa đồ này nọ rạ rồi, nó xót dữ lắm mọi người ơi. Coi nè, về quê bữa giờ coi nè, đen tụi lùi nè, chân cản đây. Đó, té nữa nè. Cái mà đi gạt lúa đó, chạy cho cố vô rồi té. Té bầm chân bầm giò rồi, mọi người coi cản chân nè, có e keo diễn viên dài không trời. Cô tay chân là đen nóm luôn mà. Chân à.
lem luốc ngày nào tay chân cũng ngày nè. Chà chà chà, nó đen mà nó đen kinh khủng khiếp luôn mọi người. Giờ keo dưỡng kiểu gì giờ? Mình dưỡng không được đâu, tại vì ban ngày mình đi nén miết kìa. Mình đi nén là không thể nào dưỡng nổi. Thế nào nó cũng đen hơn nữa, thà mình đừng có dưỡng vậy á, mình thoa kem chống nắng thôi. Nhưng mà tâm thấy nó không xin dê gì dưới cái nén miền Trung rồi trơn á, thoa lên cái gậy bây giờ nó nóm nè. Nó nóm mà nó chấm lên tay luôn. Bây giờ vô Sài Gòn dưỡng lẹ thôi chứ đi phim mà dài là cháy rồi. Đó, thứ nhất về quê được một cái là yên bình, vui vẻ nhưng mà bù lại là rất là nén, rất là cực. À, mọi người cứ nghĩ là Trâm về ra Trâm làm màu này nọ, không có đâu mọi người. Hồi xưa là ở dưới quê là như vậy, cuộc sống là như vậy. Đi thả bò, rồi bắt ốc, rồi cho gà ăn, rồi đi gạt lúa, rồi đi này nọ. Nói chung là làm việc nhà này nọ. Bình thường, mấy cái chuyện đó rất là bình thường. Con gái miền Trung là phải biết làm những cái chuyện đó. Chứ không phải là bây giờ mình đi Sài Gòn rồi mình về đây rồi mình chê, rồi mình kêu mấy công việc đó cực. Không có gì đâu cực. Làm một hồi nó cũng sang à. Làm một hồi nó cũng về La Mã à. Thế nào nó cũng sang. Nhưng mà buổi chiều ngồi đây nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn quê hương rồi nọ. Cũng vui chứ bộ he. Đâu ạ? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mấy ngày hôm nay Trâm up rất là nhiều cái clip trên kênh YouTube của Trâm. Mà đa phần là clip ở dưới quê thôi. Không biết là mọi người coi, mọi người chán chưa. Nên hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Tại vì cái YouTube của Trâm là Trâm sẽ làm về đời sống ở quê hoặc là những cái công việc hàng ngày mà Trâm làm đó, cho nên là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ kênh của Trâm nhiều hơn. Cũng có rất là nhiều người chửi rồi nói này nói kia, nhưng mà không sao hết, mình phải có một cái tinh thần thép, mình làm YouTube và mình phải có mục tiêu rõ ràng. Và mục tiêu của Trâm đó là không phải là tiền hay là cái gì hết, mục tiêu của Trâm là mình chạm đến được cái nút vàng. Tại vì cái nút vàng nó giống như là một cái gì đó gọi là để mà khích lệ cái tinh thần của mình để mình cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà mình đó là một cái mơ ước thôi, còn cái chuyện mà chừng nào mình đạt được thì mình cứ cố gắng đấy đã. Mình không có quan trọng là như thế nào cả, mà quan trọng là mình làm, mình đưa những cái mà rất là thực tế, những cái gần gũi nhất của mình, những cái đời thường của mình gửi đến cho khán giả coi đó. Còn ai chê ai chửi ai trách này nọ thì coi như đó là một cái lời góp ý, hoặc là coi đó giống như là một cái động lực để mình cố gắng hơn nữa. Chứ bây giờ 9 người 10 ý mà, cho nên là không thể nào mà làm hài lòng hết được. Miễn sao là khán giả còn ủng hộ kênh của Trâm là Trâm vui rồi. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa. Đừng có coi clip ở dưới quê ngán nha, tại vì Trâm quay rất là nhiều. Cho nên là sợ mọi người coi ngán thôi. Cho nên là những cái mà chân thật nhất, những cái món ăn tuổi thơ, rồi những cái mà gần gũi thân thuộc nhất là Trâm sẽ đưa lên kênh của Trâm. Và hy vọng là mọi người sẽ thích. Cảm ơn mọi người rất là nhiều thời gian qua đã ủng hộ Trâm. Cảm ơn. Tim nè. Ê, giỡn ngoài trời. Ha, ba. Wow, thấy chưa? Ừ, ba cái đồ yêu này mà nhảy lên nè, anh đi xa ra đi. Ê, ba. Hey, đó. Đã không? Bye bye.